Ở Nhật Bản bây giờ đang là mùa đông. Gần một tháng nay tôi từ tỉnh Chiba của Nhật Bản đến tỉnh Aichi chờ chuyển việc. Cũng đã hơn một năm qua tôi sang Nhật làm việc với mục đích phụ giúp kinh tế gia đình. Nhưng vì công việc không được thuận lợi và có những việc bất như ý đến với tôi khiến tôi phải xin nghỉ việc và muốn chuyển sang công ty khác. Trong những ngày chờ chuyển việc, tôi có được đạo hữu Nguyễn Thị Thịnh, cũng đang sống và làm việc ở Nhật Bản, có Bạch Liên Cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu lục hòa Phạm Thị Yến về vấn đề của tôi đang gặp phải. Chính nhờ nhân duyên đó mà tôi đã được cô chủ nhiệm cho biết tôi gặp các việc bất như ý đó là do các kiếp trước tôi từng cậy quyền ỷ thế, ức hiếp chúng sinh, bóc lột chúng sinh, và cô đã cho tôi chương trình tu tập Phật Pháp để chuyển hóa nghiệp khổ. Và đây là video về một ngày tu tập của tôi. Xin mời các bạn và các đạo hữu cùng đón xem. Chứng minh và sao hộ cho chúng con, chư vị hộ pháp thiện thần thần linh ủng hộ cho chúng con, đệ tử con là Phùng Thế Sơn pháp danh. Ông đò chở khách sang sông, ông không nhớ khách, khách mong nhớ đò. Dựa trên nhân quả để mà tu đấy. Đấy, cái quả Phật là phải gieo cái nhân Bồ Đề thì mới có thể thành tựu quả vị Phật được. Nếu không gieo nhân này thì không có quả vị Phật. Đó, thưa đại chúng. Cho nên ấy, cái giáo lý nhân quả là cái giáo lý cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải học tập thật kỹ, và khi đã học hiểu rồi thì biết ứng dụng thực hành. Chọn nhân lành mình gieo, tránh nhân ác và mình bỏ nhân ác để chúng ta được hưởng quả lành. Đấy, nhân và quả là một giáo lý căn bản. Từ ngày được kết duyên với Tam Bảo, được nghe sư phụ giảng về Phật Pháp, tôi đã dần dần giác ngộ được phần nào giáo lý của Đức Phật. Tôi thấy thật là hạnh phúc vì được gặp giáo pháp của Ngài. Qua những bài giảng của sư phụ về nhân quả, về năm giới luật của người Phật tử tại gia, tôi đã biết cẩn trọng hơn trước những suy nghĩ, lời nói và việc làm của mình. Nhờ có sư phụ mà tôi đã hiểu được, nếu mình cẩn trọng, gieo những nhân lành thiện,
tốt đẹp theo Phật Pháp, thì chắc chắn rằng quả hạnh phúc, an vui sẽ đến với tôi, có thể trong hiện tại kiếp này hoặc các kiếp vị lai. Khi đọc tụng lễ bái theo bài kinh Quán Âm Quảng Trần, tôi hiểu hơn về hạnh nguyện độ sinh của các đức Phật và các đức Bồ Tát, thật rộng lớn mà không thể nghĩ bàn. Ngay lúc này, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc nơi tâm của mình khi nghĩ về ân đức của Tam Bảo đối với bản thân tôi và đối với tất cả chúng sinh. Khi nghĩ về những việc mà Sư Phụ cùng Chư Tăng Ni và Cô Chủ Nhiệm đã và đang làm đều là vì lợi ích cho chúng sinh, tôi hiểu hơn về lời dạy: ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, minh sư muôn kiếp khó đáp đền.